Kính chào quý vị khán giả. Cuối tuần này, Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa to, trời lạnh về đêm và sáng. Còn với khu vực Tây Nguyên thì mưa chỉ xuất hiện vài nơi về chiều tối, ban ngày nắng ráo. Tây Nguyên ngày mai, ban ngày toàn miền đều có nắng, Kon Tum, Buôn Ma Thuột thì khá nóng, 33-34 độ. Còn Đà Lạt là mát nhất, 26 độ. Sau đó về chiều tối, vài nơi có mưa rào và dông, tiềm ẩn lốc sét và gió giật mạnh. Tại Kon Tum, 3 ngày tới dự báo vẫn có mưa về chiều tối, ban ngày trời nắng mạnh, khá nóng khi nhiệt độ giữa trưa lên cao 32-33 độ. Bước sang tuần sau, mưa không còn nên số giờ nắng trong ngày nhiều hơn, cường độ nắng cũng mạnh và nóng hơn, nhiệt độ tăng lên 33-34 độ. Cái nắng vùng cao nguyên thường rất rát da, vì vậy du khách nhớ che chắn và bảo vệ da thật kỹ trong suốt hành trình của mình. Với các điểm đến ở Bắc miền Trung như là Thanh Hóa, đêm nay và sáng mai còn mưa nhỏ, mưa phùn. Ở Vinh, Hà Tĩnh và Huế thì không mưa nhưng mà sẽ có sương mù vào sáng sớm. Trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ dao động từ 27 đến 32 độ. Nam miền Trung từ Đà Nẵng trở vào đến Phan Thiết, nắng sớm từ sáng và duy trì đến cuối chiều. Nhiệt độ nhỉnh hơn 31-33 độ. Những du khách đang có lịch trình tới khám phá tháp Pô Klông Garai ở tỉnh Ninh Thuận, 7 ngày tới dự báo sẽ không gặp mưa, từ mai cho đến thứ năm tuần sau, hôm nào cũng nắng từ sáng kéo dài đến cuối chiều. Cường độ nắng có xu hướng ngày một mạnh hơn, nhiệt độ tăng dần từ 32 lên 33, 34 độ và đạt ngưỡng nắng nóng 35 độ vào ngày thứ năm. Để tránh cái nắng gắt, đảm bảo sức khỏe, quý vị nên đến tháp Pô Klông Garai buổi sáng trước 11 giờ hoặc là buổi chiều sau 16 giờ. Tháp Pô Klông Garai, ngôi đền thờ thiêng liêng được xem như là biểu tượng văn hóa và là niềm tự hào của cộng đồng người Chăm sinh sống tại Ninh Thuận. Khám phá điểm đến này sẽ mang lại cho du khách nhiều điều thú vị. Từ mai cho đến cuối tuần này thì nắng nóng bắt đầu quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh khi nhiệt độ dự báo tăng nhanh lên 35-36 độ. Nắng nóng kéo dài 3 ngày, sau đó sang tuần lại giảm nhiệt, cao nhất ngày chỉ còn 33-34 độ. Chiều tối và đêm là thời điểm mát nhất, nhiệt độ thấp nhất là 26-27 độ. Những du khách yêu thích nghệ thuật đến thành phố Hồ Chí Minh dịp này nhớ tới tham quan triển lãm Cánh đồng hoa giấy Thanh Tiên đang được mở miễn phí trong tháng 4 này tại Minh Khai, phường Võ Thị Sáu. Triển lãm sẽ mang đến cho người xem cảm giác lạc giữa đồng hoa trải dài vô tận khi mà trưng bày trong không gian năm mặt đều là gương. Thời tiết mưa ẩm ở thủ đô Hà Nội dự kiến còn kéo dài đến thứ bảy tuần này. Từ chủ nhật trở đi, thời tiết sẽ chuyển tốt lên, mưa phùn chấm dứt, nắng lên, hong khô bầu không khí, nhiệt độ cũng theo đà tăng, trời nóng nhanh. Đến thứ ba, nhiệt độ có thể lên 34 độ và mức nhiệt này sẽ duy trì tiếp các ngày sau đó. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.